À, chưa quên mất. Bây giờ mới ra đúng không ạ? Bây giờ mới ra tử thấy được thông tin của Mai Giang để quên ấy. Vâng. Ủa gì đi đi đi. Cắt cào hay số nó có voi. Hai mới để Mai mà cắt vuông. Ừ. Cắt cây ngắn ngắn thôi, gọn gàng là được. Các cổ của trung niên ấy. Vâng. Dạ. Xanh mai. Các cái chân ấy, cái mấy nơi còn chân này cắt đến cái đó ngoài rồi để hiểu như thế. Cắt đến chân tắc rồi, sẽ không cho không chân tắc. Mai cái gì chú? Thì mai cắt ơi. Quên làm đi. Cái mai này. À bây giờ cho cắt. Thì mái, thì mái. Mái tôi gọi là cái mai. Thì mái là cái mai cháu vừa cắt xong. Bây giờ cho cắt bên trên rồi. Cắt đầu với bẩn thì sẵn dữ luôn. Vâng. Đây gọi là cái mái. Cái vừa lấy cắt rồi gọi là cái mai. Cái mai. Vâng. Giờ chuẩn bị thì để vẫn để yên đầu với bẩn thì không cản nhá. À không có gì đâu. Cho thải sang vừa chưa? Sửa sang chỗ nào không? Chải xếp được không? Chải xem có là dài cái là ngắn. Đây đây, đấy bạn. Được rồi. Cái hai cái bò liếm này. Vâng, cho cắt rồi. Ê, cho thêm một tí bên này nữa. Thôi, tí bên này nữa. Cái đấy trong đường hả? Vâng, vâng, chú. Không lưu ngọt thẳng lên bên kia thì chúng ta cứ tìm nữa cho nó đỡ ghê. Vâng. Đâu chú tao lấy chứ. Bây giờ nhá đúng không? Nó đi bỏ liếm đi. Vâng vâng. Nó có chịu. Đâu chú. Rồi ok. Con chả cần tặng nữa. Để lo.
Thế từ từ để cháu ấy đã, nó xong đâu, cháu bấm cái biển đó. Bình tĩnh. Không cạo để cháu bấm cho nó bốc cái lúc nơi đi. Cứ đơn giản mà. Rồi chú.